Rồi. Các bác nhìn đây. Đây chính là hậu quả của việc gây mê ong nhá. Đây em quay cho các bác xem. Hôm nay em có một vài điều muốn nói với các bác nuôi ong. Đây này. Tổ này là tổ khủng nhất rồi. Tổ mà em nuôi nhá. Đó. Cái lúc mà em lấy cái tổ ong này về là cân hai cái bánh tầng, ba bánh tầng này là được 1 cân 6 các bác nhá. 1 cân 6. Đây. Thì cái lúc em bắt ấy là dính trời mưa. Sau đó là nửa đêm em thả ong. Thì cái thời gian thả ong nó rất là vội, nó khuya quá rồi cho nên là em đã gây mê ong. Gây mê ong thì mình cũng gây mê vừa vừa thôi. Nhưng mà về sau á, ong nó không phát triển được, vẫn bị nhá các bác nhá. Đây. Chúa là em không gây mê nhá. Chỉ gây mê ong thợ thôi. Chỉ gây mê con ong thợ thôi nhá các bác nhá. Chúa là không gây mê. Đây nhá các bác nhá. Trong cái thời gian gây mê thì vẫn còn một số con ong thợ này vẫn còn tỉnh. Và một số con thì cũng ngất rồi. Sáng hôm sau thì em đến kiểm tra thì có rất là nhiều con ong thợ chết. Và khi mà nó đã chết thì con ong nó chưa chết này nó sẽ cảm ra. Cảm ra cái lỗ cửa tổ này nó vứt ở đây các bạn. Xong em mới dọn đi. Một thời gian sau thì ong nó đi làm vẫn rất là đều. Rất là đông nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đầu ấy, những con chưa chết là nó vẫn đi bình thường. Và cái lý do mà ong nó đi làm đông và đều kia là những cái chỗ này này. Những cái chỗ ong nó nở ra này là nó vẫn đi làm nhá. Nhưng mà khi chỉ cần ong nó nở ra những chỗ bịt này là ong bây giờ bắt đầu bỏ tổ dần. Bỏ dần nhá các bác nhá. Đấy. Nếu các bác nuôi ong thì tốt nhất các bác không nên gây mê nhá. Tuyệt đối là không nên gây mê đâu. Tổ này là gây mê là bị đấy các bác ạ. Bị 100% này. Cái tổ mà em bắt đầu tiên nhất nó chỉ bé thôi, được 2 tầng bé tí thôi. Nhưng mà tổ đấy rất là phát triển nhá. Bởi vì em không gây mê, em thả từng con một. Em thả từng con một nó rất là tốt, phát triển rất là mạnh. Bây giờ ong đi rất là đều. Còn tổ này này, tổ này lớn 1 cân 6 này nhưng mà lấy về gây mê là chết ong với cả nó có tình trạng là yếu quân đi. Ong vò vẽ thì có được. Vò vẽ thì gây mê thì nó cũng có tổ phát triển, có tổ không. Nhưng mà riêng ong đất này này, các bác thấy cái tổ của em chưa? Gây mê này là hỏng hết các bác nhá. Khuyên các bác là tốt nhất là làm cái gì thì làm, mình chịu khó làm thôi. Mình không nên chơi kiểu gây mê này đâu. Đây là cái tổ của em này, là cái hôm mà em đi bắt ấy thì em bắt là đi lúc 8 giờ hay 9 giờ rồi. Xong là đi bắt trời mưa không làm được. Về nửa đêm này mới chuẩn bị thả ong thì cái thời gian mà thả thì nó lâu quá cho nên là với cả cái trong cái lúc em đang chuẩn bị thả cái này, mưa to, trời cũng chuẩn bị mưa to. Cho nên là em đã quyết định gây mê để cho nó nhanh. Cuối cùng thì hỏng tổ nha các bác nhá. Bây giờ thì thật sự hối tiếc cũng quá muộn màng rồi. Đây. Còn những cái con ong thợ bây giờ này, gọi là vẫn còn non thôi. Chỉ cần ở cái con này là nó bay đi hết nhá. Tổ này đang tính bảo là cuối năm là hàng khủng nhưng mà khi mà mình gây mê cái này không được nhá. Kể cả ong mà vẽ cũng vậy. Các bác thấy em rất là ít khi em đăng video gây mê ong nhá. Hầu như là không có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đã vào cái nghề ong này, đam mê vào cái nghề ong này thì mình muốn làm cái gì tốt nhất đến cái tổ ong của mình. Thì khi mà mình gây mê như thế thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến tổ ong của mình rồi. Cho nên là mình sẽ không bao giờ làm những cái video gây mê ong này. Đấy, có cái tổ này thì đúng thật sự là quá muộn. Cái hôm mình thả là quá muộn với cả trời lại mưa nữa. Trời lại mưa nữa cho nên là không thể thả được từng con. Phải thả bằng cái cách gây mê nhưng mà cuối cùng là bị hỏng tổ nhá các bác nhá.
Đây. Từ đầu từ lúc thả đến bây giờ là ăn hết gần một chai mật rồi các bác này. Cái lúc đầu là ong nó vẫn đi lại ạ, bình thường, kiếm ăn bình thường, rất là đông. Đấy. Nhưng mà bây giờ này, nhìn cái cảnh tượng cái chỗ trên em đứng này, ong nó không không có cái hiện tượng là cắt những cái cây cỏ này, tất cả nó không đi mòn thì mình biết ngay là cái tổ này chuẩn bị bỏ tổ này, chắc chắn là bỏ ăn hết gần một chai mật các bác nhá, cuối cùng là vẫn bị nhá. Cái này lý do này không phải là bị thuốc độc các bác nhá, mà là bị gây mê ong, gây mê ong làm cho ong yếu đi và liệt ong đi. Tối hôm đó em thả thì em thả một cục gây mê xuống xong đậy hố vào, sáng kiểm tra thì thấy ong nó cảm những cái con chết ra đây rất là nhiều, phải chết khá là nhiều, chết khá là nhiều các bác nhá. Các bác nuôi ong các bác tuyệt đối không gây mê nhá, kể cả ong màu vẽ cũng thế. Gây mê thì cũng có tổ phát triển, có tổ không nhá, mất chúa rồi nhá các bác nhá, quân yếu là chúa bỏ luôn. Đây không có chúa các bác ạ, chúa bỏ rồi. Nếu mà mình nuôi ong đất này này, nuôi thành công 100% ấy, thì khi mình đi bắt là mình nên bắt vào buổi chiều. Có nghĩa là mình trong cái khoảng 3 giờ 4 giờ chiều ấy là mình đi bắt luôn. Thì đến tối là mình thả, thả xong mình bịt cái lỗ tổ kia kìa. Xong là mình tầm cái thời gian 10 giờ 11 giờ đêm đợi cho hàng xóm người ta ngủ rồi mình mới thả ong ra. Nghĩa là mình mới thả cái lỗ kìa. Thì lúc đấy là người ta tắt điện rồi ong nó sẽ không bay. Kể cả có con nào nó bò ra cửa tổ nó cũng không bay nhá. Chỉ cần nó bò ra mà nó thấy ánh điện là nó vào nhà ngay. Đã ong ở 100% nhá. Còn mình gây mê này là không được đâu các bác ạ. Hỏng hết cái tổ này quá là tiếc luôn. Quá tiếc các bác nhá. Tiếc không biết thế nào mà kể đâu. Loại này thì còn được, nếu mà ong dế các bác làm thế này thì các bác thiệt hại lớn đấy. Hiện tại thì em có đeo một cái lớp găng tay xanh rồi thôi, không cần đeo hai lớp. Với cả cái bộ bàn này cũng dùng 3 năm rồi, cũng khá là mục rồi, nhưng mà không vấn đề gì các bác nhá. Cho nên là bác cứ yên tâm mua cái bộ bàn mà dùng. Ong đốt này không xuyên được đâu, không sợ đâu. Cái găng tay này nếu mà bắt ong vẽ chỉ cần một lớp cũng được, hiếm khi thấy nó đốt vào lắm. Ong vò vẽ thì ở trên vườn nuôi của em thì hiện tại là có khoảng 3 đến 4 tổ là gây mê. Trong đó là có 2 tổ cũng không được phát triển cho lắm. Và có 1 tổ, 2 tổ thì cũng rất là phát triển nhá. Đấy là nó cũng tùy thôi các bác ạ. Cũng tùy vào từng tổ thôi. Còn riêng ong đất này tuyệt đối không được gây mê các bác nhá. Tuyệt đối không được gây mê này. Đây bây giờ chỉ còn những con nhộng ít này thôi. Còn thế này thôi.